Dạ, xin kính chào các quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thầy Dấu Tèo trong buổi live tối hôm nay, ngày 9 tháng 10, 2024. Dạ, bây giờ đang là 21 giờ 10 phút. Dạ, lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, an yên. Dạ, quý vị ủng hộ kênh, vui lòng nhớ bấm nút đăng ký và bấm cái chuông để nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh. Quý vị yêu thương, vui lòng cho em xem ngón tay đẹp, bấm nút thích để lại thật nhiều bình luận tích cực, vui vẻ để tăng tính kết nối với kênh cũng như là giữa các thành viên trong đại gia đình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Buổi tối vui vẻ, mát mẻ quý vị nha. Em nãy giờ em lưu bu, em sắp xếp một chút xíu quý vị để cho là có cái sự rần rần tương đối có sự rần rần nhẹ nhẹ nói vậy nha với nhà mình. Tại vì em, cái tánh em là rất là coi như là hay sân si nha quý vị nha. Cái nết em vậy đó quý vị, hay sân si, hay xô bì, hay nhìn nhà người ta rồi mình ráng đặng là rướng lên vươn tới cho nó vui nha quý vị. Thấy như trưa em cũng có nói với quý vị đó, nhìn người ta sao nào thấy ham quý vị. Người ta là quý vị tưởng tượng là người ta phải réo người quá cố ra, người ta thốc lóc than thở rồi phải réo luôn bạn nhỏ ra để là xong chọc cho người ta nói nọ nói kia để lên máu sân si này nọ. Rồi người ta phải giảm giá cái khu là Jeep của người ta từ 500 xuống 300. Rồi người ta phải tặng cả 5-70 vé để cho những người mà có bận áo xanh, đúng không? Là rẹt 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 vậy đó quý vị. Rồi cái là người ta báo ra luôn là sao người ta sold out rồi, giờ chỉ tập trung bán vé online thôi. Rất là tuyệt vời luôn quý vị, em thích vậy đó. Dùng cách này hay cách kia gì của người ta thì mình không biết, nhưng mà tới cuối là cái căn phòng của người ta đầy nhóc hết trơn quý vị. Người ta có họp báo, người ta sẽ có đăng báo lên sau người ta sau nào thần tốc trong 2 ngày này nói gì quý vị. Tại vì quý vị có soi, quý vị có để ý này nói gì thì quý vị có biết gọi là chuyện chưa kể nội tình chuyện của người ta, đúng không? Thì mình nhìn vô mình thấy con nhà người ta thấy ngon thấy ham quý vị. Em thích thích cái kết quả đó đó quý vị. Tật em vậy đó, thích vậy đó, thích sâu là phải rần rần vậy đó, cách gì cũng được. Người ta thì người ta dùng cái cách là hàng ngày, đúng không? Nghệ sĩ lên live stream mắc vé rủ rê mọi người, năn nỉ mọi người, rồi than thở, rồi dùng cách này cách kia, đủ thứ cách hết trơn quý vị, đủ cách hết trơn để mà sao cuối cùng dù cho là giá của người ta là giá tặng hết luôn, hoặc là sao rất là nhiều trong đó là giá tặng này nọ, nhưng mà cuối cùng người ta cũng phải có là lực lượng áo xanh đến người ta ngồi ở trong khán phòng đó để người ta lên hình cho đẹp. Người ta dựa vào đó người ta sẽ đi chào, có cái hồ sơ đó quý vị, để người ta chào với phòng trà, phòng vé, đúng không? Là ca sĩ của tôi là trong 2 ngày sold out sau mấy trăm vé của nhà hát Hòa Bình này nọ gì quý vị, cũng rất là tuyệt vời nha quý vị nha. Cho nên là cách gì cũng được quý vị, tại vì người ta không có biết quá trình, tại vì nhà mình là đi soi kỹ mới biết chứ ở ngoài người ta không biết đâu quý vị. Còn nhà mình nhà mình thì lại là nhà mình là rất là tuyệt vời, ủng hộ rất là nhiệt tình sau của con trai tới sau là rần 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 nó không có mà son ao chớp nhón như người ta được, nhưng mà sao quý vị cũng phải cố gắng phấn đấu, đúng không, để cho nó xôm, cho nó đông, cho nó vui. Mà mình là đông thiệt, mình là xâm thiệt, đúng không? Mình vui thiệt mặc dù là bị chọt thiệt. Người ta là quý vị, người ta là ca sĩ, người ta lên người ta ngoắc dữ luôn. Người ta lên tập trung, ai không có ai mà bên dòng sự kiện đó mà chọt phá được đâu quý vị. Vì Nguyễn Thị Hoa có hả thầy ơi, ông thầy đi lang thang nè. Dạ không có, toàn là đi lang thang rồi về học lại nghe không quý vị. Mà nghe là phải có sách mách có chứng rồi mới nghe nha. Chứ mà đi học rồi gì đi đi
bị hóng rồi mà dạy học miệng không, em không có nghe đâu. Phải có bằng chứng đưa cho em coi thì em mới mail ok, mới nạp cái nội dung đó vô quý vị. Và em thấy cái đó cũng là một cái cách của quản lý người ta để người ta đẩy nghệ sĩ người ta trong cái thời gian đầu đó quý vị. Còn nhà mình hả, sao biết cường là nhà mình là thóc tươi thóc thiệt không à, chứ đâu có chơi ảo quý vị. Kệ không sao quý vị, người ta ấy vậy chứ mà về vẻ bề ngoài cái gì ta cũng đẹp dữ lắm, rất là ok luôn. Ca sĩ nào, thực ra ca sĩ nào ta cũng phải có cái thời gian phong bạc ban đầu nếu mà vậy ha. Còn nhà mình đó là thiệt chất ban đầu, cho nên có những sau mình sau nào nhanh, có những sau mình sau nào chậm, nhưng mà sau sân ao mình cũng nhiều và sau nào nhà mình cũng đông rồi rồi rồi, cũng rất là tuyệt vời nhưng cái gì nha. Cho nên này thôi, mình nhìn tấm gương nổi bật của mọi người thì mình lấy cái yếu tố tích cực để mà mình phấn đấu cho bằng chị bằng em, cho vui vẻ với đời nha quý vị nha. Em vậy đó quý vị, em khoái. Giờ người ta sold out là loại vé một, loại vé hai vậy đó quý vị. Thì mình thôi giờ em nói nghỉ nghỉ nghỉ, tại vì sơ đồ của mình là đây cũng chưa có son ao loại nào trơn quý vị, cho nên giờ mình kêu là son ao loại màu đỏ cũng chưa đúng, tại loại màu đỏ còn nếu vậy nha, loại màu đỏ còn đêm 1, 2, 3 nè, rồi son ao loại màu vàng thì cũng còn, rồi son ao loại màu xanh cũng chưa đúng luôn, tại sao loại màu xanh còn 2 ô đây. Hai gấu ở đây nè quý vị, còn 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 ngay ở đây loại màu xanh chưa son ao nếu vậy nha, rồi loại màu hồng ở trên đây thì cũng chưa son ao luôn quý vị. Cho nên thôi em nhờ em nhìn vòng 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 đây thì có thể nha, có thể sẽ có mấy cách để mà mình có cái chữ son ao gọi là tham ao cái gì son ao ngắt đó quý vị nha, son ao ngắt thì mình sơn ao với trạch đó, mình lấy mục tiêu sơn ao với trạch đi quý vị, thấy ok với em không quý vị ha. Em thì vậy đó, em ngồi nghỉ 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 nghiệm tới nghiệm lui, giờ sơn ao cái xanh lá thì cũng được, giờ em tô 2 ô này nữa thì sơn ao xanh lá thì cũng được, nhưng mà cũng lẽ ghi là sơn ao chầu rìa hay sơn ao với thằng bé theo quý vị ha. Dạ em nói với thằng bé là nói chơi vui nha quý vị nha, thì nó sơn ao chầu rìa cũng không được, rồi sơn ao thằng bé cũng không được nữa. Thôi cho nên thôi hai giá đó em để y đi. Còn son ao giá hạng nhất thì nó quý vị thấy đó, cái sơ đồ đang còn vậy đó quý vị. Một cụm 2 4 6 7 8 9 10 nha. Còn 10 giá hạng nhất nha quý vị, 1,6 triệu đó. Thì nếu mà quý vị quét cho nó sạch cái cụm này thì mình sẽ là có cái son ao giá hạng nhất. Được, sau nào giới hạn nhất được, chứ sau nào giới hạn bét thì nghe không có kêu lắm quý vị, đúng không quý vị? Đó mục tiêu đó là sau nào giá hạn bét nha quý vị nha, thì tô 2 ô này là sau nào giới hạn bét, sau nào giới hạn nhất thì tô còn 10 ô đây nha quý vị. Còn có một cái nữa là để mình cũng chạy sau nào là mình chạy sau nào với nhà trệt. Nghe có hú sang lắm quý vị, quý vị có cái từ nào cho em gọi là cho nó mỹ miều đó quý vị, chứ sau nào khu nhà trệt thì nghe cũng hú sang quý vị. sau nào dưới đất cũng không có phải nữa, thì nói chung là đại loại là muốn là cố gắng lên tinh thần cả nhà cùng với nhau tích cực vui vẻ nhiệt liệt. Tích cực đẩy cái vé cho thiệt là xôm. Em chưa có điếm, hồi nãy có ai điếm hả? Ủa đâu có ai điếm đâu, không biết quý vị. Đã theo trên sơ đồ là 188 trên 316 vé, còn 128 vé nha quý vị nha. Thì em nghĩ 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 cái cũng hữu duyên quý vị, cũng hữu duyên là giống như là buồn ngủ gặp chướng manh vậy đó, thì có vị vào nhắn với em nói tụi em ơi
cái show này rất là ý nghĩa, rất là quan trọng của hai bác cháu. Cho nên là tụi em coi làm sao mà cho cái sơ đồ mình á nó đầy sớm, ở dưới đất trước cũng được nữa, tại vì ghi hình hay là chụp ảnh đó quý vị, thì bao quát trên lầu dưới đất nhiều khi mình bao quát không nổi, nhưng mà đầy dưới đất là chắc chắn là sẽ lên hình nó đẹp nữa không. Hoặc là ý là sao, là nhìn cái rạp là người ta thấy là riền, là đông nghẹt khán giả ở dưới đất trước cái, rồi ví dụ như là mọi người ủng hộ tiếp nữa thì sẽ là sao đầy lên trên đó, thì từ từ lên nha quý vị nha. Thì cho nên đó là em nói cũng là một ý tưởng hay, nhưng mà bây giờ làm sao cái chị mấy nói là chị gửi khoai mì để coi như là thực hiện được cái mong muốn của chị. Thì em nói vậy cũng được, để em tính. Rồi cái em nghĩ giờ sao ta? Giờ thì trên sơ đồ đây thì còn ba hàng cuối, sơ đồ còn ba hàng cuối thì đẩy cũng được, chỉ đòi là tiếp thành 1 triệu. Em đang ấy thành 1.2 triệu đó, chỉ kêu tiếp thành 1 triệu thì cũng sẽ lấy nhanh cái đó, nhưng mà em lấy vậy nó sẽ xáo trộn cái sự cân bằng giữa các vị trí đó quý vị. Thành ra những người mua trước đó, người ta sẽ bị cảm giác bị thiệt thòi, cho nên là em cũng cân tới cân lui, nó thôi chị cứ để yên cho em thu xếp, miễn sao là ok thôi. Rồi cái em mới đề đạt cái ý đó vào trong nhóm anh tụi em và vé sau đó với mọi người ở trong nhóm, thì mọi người mới nói là tại em muốn đầy với trạch á, thì cái khu nhà lầu cảm giác bị bỏ rơi đúng không mọi người? Tại vì em cũng không có theo dõi trong nhóm cơ sở, em chỉ đề đạt cái ý rồi cái em lên đi tập thể dục buổi chiều, nó khỏe người chứ nó lúc nào mà không đi tập người nó mệt mỏi lắm. Chắc là cảm giác là Tèo đang chú tâm vào khu nhà trệt, mà giờ khu nhà lầu đang ngồi một hàng trên đây là sẽ bị chơi vơi, cho nên có đề đạt cái ý là em dời tự nhà lầu chị xuống dưới nhà trệt đi, đúng không? Thì là sẽ nhanh chóng đầy khu dưới trệt theo cái quy hoạch mong muốn của em. Thì em nói ý kiến hay, rất là hợp lý luôn, đúng không quý vị ha? Tại vì đang cái khu nhà lầu đây nè quý vị đang có khu nhà lầu đây nè, thì là mà bây giờ em lo em đẩy cho đẩy dưới đây là khu nhà lầu trên đây sẽ bị chậm nó vậy ha. Cho nên là bây giờ thì chị xuống, thì em thấy cũng ý kiến hay, cho nên em nói mà giờ xuống thì em phải xin phép, sẽ hỏi với bên anh Quang Ngọc để coi là ảnh duyệt không. Rồi cái mọi người mới nói mà có cô mới gọi hỏi trời ơi vậy con phải kêu là chỗ bên Quang Ngọc giảm giá cho con hả? Sao được, nó đâu có, con chỉ dời con bù mà, chứ đâu phải con dời mà con kêu giảm giá đâu nữa không. Cho nên là chỉ có một cái là ảnh ok thì con dời thôi, chứ không có vấn đề là giảm giá hay là giảm tiền này cái gì hết trơn đó. Đó thì cái tại em có dễ coi như là gửi cái ý đó đó với chỗ anh Quang Ngọc, thì anh ok coi như là thu xếp để dọn nhà xuống. Nói vậy nha, thì thả số 1 cho cái điều tuyệt vời này của nhà mình quý vị cả nhà, thả số 1 ha cho cái quy hoạch dời xuống ở đây. Thì đương nhiên là ở cái quy hoạch nào cũng vậy, cũng sẽ có mỗi người sẽ có những câu chuyện riêng, có những tình huống riêng để mà có thể là di dời thuận tiện được hay không. Nhưng cái đó là rất bình thường quý vị, cho nên em cũng sẽ cố gắng giữ chặt tay từng người, không có để ai bị bỏ lại ở sau lưng hết trơn nha quý vị nha. Cả nhà mình cùng với nhau sẽ rần rần trong cái sau đây nha quý vị.
thì em mấy là sẽ xóa nha, sẽ xóa cái khu nhà lầu đây, giải tỏa khu nhà lầu đây và di dời xuống khu nhà trệt ở dưới đây nha quý vị. Thì sẽ lấy 17 vé ở dưới đây của cái khu vực màu vàng để cho là ở dưới đây dời xuống đây. Thì ở đây thì đang là 1 triệu 1 triệu 170 đúng không quý vị ha? Ở đây đang là 1 triệu 170 đó quý vị. Thì em giữ nguyên vậy, em đưa xuống đây thì thay vì là 1 triệu 2 đó quý vị đúng không, thay vì 1 triệu 2 thì em về xuống đây 1 triệu 170 đại loại như vậy. Thì cũng không có chênh lệch đáng kể đúng không quý vị ha, tức là cũng có kéo 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 xuống quý vị, tại vì vốn là 1 2 60. Ủa em có bị lắc không ta? 1 triệu 2, à 1 triệu 260 rồi kéo xuống thành 1 triệu 2 rồi cái xong là cái kéo xuống là thành là 1 triệu 170 đúng không? Cho nên thấy nó cũng gần 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 đó quý vị. Cho nên khi mà hạch toán ra thì cái con số nó bù thì cũng không có nhiều, tại vì cũng là vốn xài từ tiền cái số tiền tiếp sức em đang có đó quý vị. Thì dời xuống thì quý vị thấy là cái dưới trệt mình nó nhanh chóng em quý vị ha, dưới trệt mình là nhanh chóng nó sẽ đầy đặn đó. Rồi trong này vẫn còn một số vị trí để em lấy luôn cái này để thôi, không có cái không có xử lý cho cô Mỹ Khanh được xin lỗi cô Mỹ Khanh nha, xin lỗi cô Mỹ Khanh, con Long Dịch để lấy cho cô Mỹ Khanh hai 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 vị trí để thôi quên nữa. Xin lỗi cô Mỹ Khanh, cô Mỹ Khanh có dặn em hai chỗ G1 G2 từ bữa giờ rồi quý vị. Em dạ, rồi em quên nhập vô cái sổ, tại vì nhiều khi cô ấy lúc em đang chạy ngoài đường hoặc lúc em đang đi tập thể dục á, cái em dạ, em về em chưa vô sổ quý vị, cái em quên mất tiêu quý vị, không có kiểm lại tin nhắn được ấy, cái bị sai sót quý vị, cái quên mất tiêu. Cái hồi chiều này chị Xuân, em gọi chị Xuân hay chị Môn gì đó, nói về cái xếp G1 G2 cho chị Môn với bà ngoại. Cái cô ngồi chung với cô Mai Khai mới nói ủa cô Mai Khanh ơi, sao tèo sắp cái G1 G2 cho cô Môn với bà ngoại vậy mà tại vì cũng thông cảm giùm, tại vì là chị Thúy Hà đó với con là sẽ ngồi ở đây nữa hơn, rồi tới chị Xuân ngồi đây nè, rồi mấy bạn muốn ngồi kế nhau đó quý vị, ngồi G1 G2 nè. Cho nên thôi em mới nói thôi cô Mai Khanh ơi, cô với cô ấy thông cảm dùm con, cô Vân thông cảm con về qua đây được không, nó cũng nằm là đối xứng của hai bên nè, mà cô nói thôi vậy thôi giờ cô xuống H1 H2 đi cũng không sao hết trơn nha. Thế cái là thôi cảm ơn cô nha, cô quan hệ giúp con. Trời ơi em Long Dịch lắm quý vị ơi, nó thành ra là cái có hỏi mà em cũng không biết gì luôn quý vị, cho nên là quý vị để ý trong nhóm anh tụi em vậy sau đó, hoặc là coi like quý vị có để ý em sai gì quý vị hốt em liền giùm em nha quý vị nha, để em xử lý kịp thời quý vị. Long Dịch dữ lắm quý vị ơi. Rồi cô Mỹ Khanh lấy thêm hai vé đây, H1 H2 cô Mỹ Khanh. Lấy thêm hai vé H1 H2 cô Mai Khanh. Em Long Dịch dữ lắm quý vị. Ta lanh chanh vậy chứ Long Dịch dữ lắm. Làm sai sót tùm lum hết trơn quý vị. Rồi còn một số quý vị em còn chưa ấy nữa nè, em lạng quạng em hả? Bị lỗ trổ trắc nữa. H01 02. H1, H2 à, rồi cái H4, H5, H6 à, để chuyển tiền luôn à, hai vé thì là
2020 chuyển luôn, cứ ấy tới đâu là chuyển luôn tới đó quý vị. H2 H1 H2 chuyển khoản là 2520. Nên nhà mình, tại vì biết sao không, em cũng cố gắng là đẩy cái cùng với nhà mình đẩy cái sau bác ba với bé Cường quý vị đi nhanh nhanh chút xíu đặng chi quý vị hai vấn đề nha. Em cũng có ý hết trơn quý vị. Thứ nhất á là sao, nhà mình chung quy là tập trung ủng hộ bác ba với bé Cường, và nhà mình đến đây để mua niềm vui chứ không phải mua bực mình, đúng không quý vị ha. Cho nên á là mình cứ tập trung vô sau cái cách này hay cách khác kiểu gì gì đó để cho nó sâu nó sơm, cho nó sâu nó vui nha quý vị ha. Rồi cái là thông qua cái sau mình nó đông đúc đầy đặn rộn ràng vậy nè quý vị, thì cái tinh thần mọi người cũng sẽ, chứ em nói thiệt với quý vị, mấy ngày nay em cũng phải đi năn nỉ nhiều cô chú anh chị dữ lắm. Tại vì cái tâm lý mọi người là đến để sao, để tìm niềm vui, để mà sao yêu thương, chứ không phải đến để mà ồn ào cái này kia gì nha. Cho nên nó là khi mà thấy ồn ào cái mọi người quải, mọi người muốn lui, còn mà cái không khí mà mình vui vẻ vậy đó quý vị, nó mới xứng đáng với cái công sức thời gian mà mọi người bôn ba đường xá xa xôi, nắng mưa dãi dầu, đúng không quý vị, say xe sắp mặt văng vẻ thấy ghê quá, nó để đến cùng với đại gia đình trong lòng đầy niềm vui, đầy năng lượng tích cực, đầy sự hăng say đó quý vị. Đi đường xá bao nhiêu xa cũng không mệt, nắng nôi bao nhiêu cũng không quản, trời mưa trời gió lội sình lội đất cũng không ngại gì. Cái đó cái là em luôn luôn để ý, em giữ cho cả nhà mình cùng với nhau đó, mà giữ được ngọn lửa đó thì mấy đi với nhau được hoài quý vị. Chứ mà cái này cái kia ấy hoài quý vị, cái là mọi người không có cái năng lượng để mọi người đi nha quý vị nha, cũng cố gắng lắm quý vị. Thì thành ra là cứ tập trung vào sau cho rần rần lên, đúng không, có cái không khí vui vẻ lên, có không khí đông đúc lên, sau mình bữa giờ cái gì cái đúng không, dù cho là có những cái chuyện ồn ào này kia gì nhưng mà tụ trung lại quý vị thấy cái sơ đồ giá mình vẫn tuyệt vời, nhà mình vẫn tuyệt vời quý vị. Thả số 1 cho cái điều tuyệt vời của nhà mình nha quý vị nha. Mời quý vị cùng với em nghe bài ca bán vé quý vị. Hai bác cháu quá tuyệt vời, nhà mình cũng quá tuyệt vời luôn. Cứ rần rần chứ không thôi là mọi người tưởng đâu sau này nó toàn tới nơi rồi này kia vậy nha. Dạ không có quý vị ơi, đại gia đình vẫn ủng hộ sau đông rần rần nha quý vị. Vẫn là đi, quý vị thấy sơ đồ nè, mình phủ cũng là rất là rần rần. Rồi cố gắng phủ sân ao trạch đi, rồi phủ luôn trên lầu, lấn ra từ từ quý vị, lan ra từ từ. Nói vậy ha quý vị ha. Có sau em mới chia sẻ quý vị cái tôn chỉ của em rồi. Cứ là dạ em mới dời xuống đó bị thì Mai Phạm. Em mới nói với anh Văn Ngọc em dời xuống đó. Rồi xử lý ok với hết trơn rồi. Mình cứ là sao quý vị. Thời gian bây giờ bé Cường không có vấn đề, không có bị coi như là bất an bất ổn về vấn đề tinh thần, không có bất an bất ổn về vấn đề thể chất, mà bé Cường bây giờ rất là yên ổn, lo tập trung học hành, rèn luyện ca hát, đúng không, chăm với niềm vui của một cái ông cậu 21 tuổi, sáng đưa cháu đi học, chiều đón cháu đi về, làm như có con mọn vậy đó quý vị. Có niềm vui đưa cháu đi học,
Rồi niềm vui đón cháu đi học về quý vị. Cuộc sống bé Cường giờ rất là ổn nha. Đó, thì nhà mình cũng vậy quý vị, đồng hành với bé, nhà mình cũng cũng phải ổn theo, cũng phải vui vẻ theo, cũng phải là sao nhẹ nhàng theo, cùng với nhau hàng ngày theo dõi. Còn này con cứ đám cưới đầu hôn không rồi, còn có ai nhắc anh đi lên Sài Gòn anh lấy vợ rồi không, đúng không vậy hen? Rồi mình ở trong nhà của con, mình coi những cái bài hát của con, mình có đặt mục tiêu hôm nay mình sẽ nghe, mình sẽ để ý lời, mình sẽ tập cái lời của bài này của con, mình sẽ sao mình sẽ thuộc bài này của con, để mà khi đi sau mình sẽ hòa giọng cùng với con, đúng không quý vị ha? Rồi sao nhà mình kết nối sang được Chúa với nhau, để sao quý vị giữ người này kéo người kia đó quý vị, nắm chặt tay với nhau để đồng hành dài lâu với con. Rồi sao đi kết nối thêm nhiều cây chuối mới, đúng không? Rồi tận hưởng cái khoảng thời gian vui vẻ thoải mái này cùng với là sao nhà xanh được chối cùng với Hồ Văn Cường. Rồi mình trong cái niềm vui vậy đó quý vị, ủng hộ sản phẩm trên kênh của con Cora MV là sao sẵn sàng cày view, sẵn sàng đón MV cùng với con, có bài hát mới là phải là cùng nhau đón chào bài hát mới, ủng hộ sản phẩm mới của con. Nhiều khi mốt con đi sự kiện đúng không, con có quảng bá sản phẩm này nọ gì gì đó thì mình cũng ủng hộ sản phẩm của con. Rồi hằng ngày với quý vị mà mình chia sẻ những cái niềm vui, những cái tình cảm liên quan tới con, để mà sao quý vị cùng với nhau yêu thương con. Cuộc sống lớn tuổi, em cũng già cả rồi quý vị, chứ không phải nít nôi gì nữa đâu. Cái khoảng thời gian của mình, cái sức khỏe của mình, nó cũng không phải là vô tận. Hãy dùng cái khoảng thời gian đó một cách vui vẻ, ý nghĩa, đầy năng lượng tích cực, dồi dào sức khỏe, đúng không quý vị? Chứ câu mau này cái gì gì đúng không, cắn qua cạp lại này nói gì, năng lượng tiêu cực dữ lắm quý vị, nó sinh ra độc tố trong người mình quý vị, không có tốt cho sức khỏe. Vậy thôi nha quý vị ha. Cho nên là cứ là để làm sao cho sau, có sau lo ủng hộ sau, có bài hát lo ủng hộ bài hát, có hình ảnh thì sao sưu tầm hình ảnh gì đó, rồi có những bộ sưu tập liên quan tới con, có những câu chuyện liên quan tới con, chia sẻ cảm xúc liên quan tới con, giữ với nhau yêu thương con, nhẹ nhàng vui vẻ và đồng hành xuyên suốt với con. Cho nên là cái chuyện này chuyện kia này kia gì 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 đó quý vị, em cũng muốn là sao tất cả cùng yên ổn, kéo với nhau trở về với cái trục chính của mình là đồng hành cùng con, hát cùng con các kiểu vậy ha. Có sau lại sao, thành ra sau tới là phải rần rần, sau Hồ Văn Cường là phải vui, phải rần rần. Cái năng lượng tích cực đó quý vị, cái năng lượng tích cực đó nó sẽ là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt sau kết cái hành trình của tất cả chúng ta đi với con được lâu dài, đi với con được lâu bền. Nó là những cái niềm vui, đó là những cái điều ý nghĩa, đúng không? Đó là những cái tình cảm đẹp. Chứ mà trời ơi, ở nhà nhức đầu, nhức óc với những cái đời thường mưu sinh, đúng không quý vị? Đi đến đây để yêu thương Hồ Văn Cường mà ôi áp lực quá, nhức đầu quá thì cũng không nên. Thôi trở về cuộc sống, như thấy cuộc sống hàng ngày còn khỏe hơn, đỡ drama hơn. Ngày xưa mình chấp nhận drama tại chi quý vị? Dù lòng, dù rằng đời ta thích hoa hồng mà kẻ thù mấy đứa ăn hiếp con, nó buộc ta phải ôm cây súng đi chiến đấu với nó. Chứ mà bây giờ cuộc sống con bình yên rồi, mình cứ súng đạn đùng đùng hoài để làm cái gì, đúng không quý vị ha? Cho nên là cái tôn chỉ em rõ lắm, tới sau của con là phải vui, tới sau của con là phải rần rần và giữ cái đó làm trục đi của mình. Tới sản phẩm của con cũng vậy, tập trung đẩy sản phẩm cho con rần 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 rần. Nó làm con phải là để ý sưu tầm hình ảnh đẹp của con các kiểu hả quý vị ha, để lan tỏa cho con vui, vui đi thời gian để đi tập thể dục, bớt bớt cái bụng lại. Nay bận lại được cái áo này rồi nè quý vị. Quý vị có quý vị nào nhớ cái áo này của em không, của cô ở bên Macau gửi cho em nè quý vị.
một cái thêu màu chỉ bạc ở đây với một cái thêu chỉ màu đỏ đó quý vị. Bà đợt bụng bự bận lên cái bụng trong bóc kỳ kỳ quá đâu có bận được quý vị. Nay đỡ đỡ rồi đó quý vị, đỡ đỡ rồi cho nên bận được nè, cho nên lấy ra bận lại nè quý vị. Lo đi tập thể dục để cho bớt bớt cái bụng lại để bận đồ cho nó đẹp đó vậy ha, như vui chứ mà cái này kia đó cái người nó ì độn ra quý vị, rồi cái vận cái đồ vận cái áo cái bụng cho bóc ra gì kỳ lắm quý vị, không có được cái áo nên nó body quá thôi mình không có đổi cái áo khác được thì mình phải ép cái bụng mình nó gọn gọn lại quý vị, nó vừa khỏe người nữa quý vị, vậy cho nó vui vậy thôi ha quý vị ha. Rồi á thì thành ra là sau nào mình cũng phải rần rần. Với lại là thời gian này, hai sau, một cái ngày 26 tháng 10, một cái ngày 27 tháng 10. Cho nên á, mình thì quý vị cho chia sẻ với em là quý vị muốn sau nào trong hai sau, 26 tháng 10 sẽ rần rần, 27 tháng 10 sẽ rần rần. Nếu quý vị nào muốn sau 26 rần rần thả số 1, muốn sau 27 rần rần thả số 2, muốn cả hai sau rần rần thả số 3. Ủa, em nói em mở nghe bài ca bán vé mà em cũng không bấm lên luôn quý vị. Em riết bây giờ em lắc dễ sợ không? Mọi người cũng quan ngại em mới cảm giác là Tèo có dấu hiệu là bị đảng trí rồi đó quý vị. Trời ơi luôn. Bị tra tấn tinh thần quá quý vị. Tổn thương quá quý vị. Đúng không quý vị? Mình mong muốn hai sau. Cho nên là em cũng cố gắng là phải thiệt là gọn, thiệt là tập trung. Quý vị thấy drama nó tới với em không ngừng nghỉ. Có thể là tại em hay không phải tại em này kia gì em cũng không có dám ý kiến chuyện đó. Nhưng mà chỉ biết là sao, trong lúc mà mình cấm đầu cấm cổ, tại vì ai cũng ngày 24 tiếng đó, mình cấm cổ mình là cùng với cả nhà kết nối. Cả nhà ơi đi sau đi sau đi, đúng không quý vị ha. À, thì cái chuyện cái gì đó nó nhức đầu nhức óc nó cứ bao giây em trơn quý vị. Thôi 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 em lo, em đẩy cái sau cho thiệt là nhanh thiệt là sớm, tại vì mình tới hai sau mà bữa đó còn chưa biết có hai sau đúng không, đã lo cái xảy đổi đẩy cái sau từ sớm để có gì đó quý vị còn chu mi nga được đúng không quý vị nha, để có gì còn chu mi nga kịp quý vị. Mà cũng hên quá quý vị là đẩy coi như xúc tiến cái sau 26 là có cái trớn xuất phát tốt đó quý vị, rồi cái là tới sau 27 ra nữa thì là không có bị động, đã vô ba rem cái sau 26 rồi thì sau 27 ra cái là xúc tiến cái sau 27 cũng không có quá là bị cập rập cùng lúc hai cái mà mình cùng ấy lượt liền đó quý vị, chịu không nổi quý vị. Sau 26 em gọn thiệt liền nó không, tập trung cao độ hai mọi thứ quý vị, rớp vô ba rem hết trơn luôn quý vị. 26 gọn rất là nhanh luôn, cái 27 tới cái rớp vô ba rem sau 27 liền, thì giờ 26-27 bắt đầu mình hoàn thiện cái sau, mình sẽ là xúc tiến đẩy cái sau để cho sao nó đầy đặn lên, nó đông vui lên, nó sơm tụ lên đúng không quý vị ha, các kiểu thì là mình có thời gian để mình chuẩn bị quý vị. Nhưng giờ là tại vì sau bắt ba lúc nào cũng phải ưu tiên trước, cái sau bắt ba phải ổn trước, phải êm trước, phải chu toàn trước đúng không, rồi cái là sao ngon rồi cái là mình có cái sự yên tâm đúng không chị, cái mình chu toàn cái sau Bến Thành đúng không, để cái sau Bến Thành song song đó, trong song song trong thời gian mình chu toàn sau Bến Thành thì mình vẫn là sao quý vị, đầy đặn lên hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa. Cái sau 26 mình cứ là cuốn chiếu mình làm, trời ơi, làm quán hết chuyện quý vị ơi, mình cứ tập trung như mình làm, mình đẩy cho các cái sau mình nó thiệt tuyệt vời lên. Rồi cuối cùng cũng ngày 24 giờ hết đúng không quý vị,
cũng ngày 24 giờ hết, ai cũng ngày 24 giờ. Thì mình dùng cái thời gian đó, nó có giá trị, vừa mang lại cái năng lượng tích cực, cái niềm vui cho đại gia đình. Các cô chú anh chị, trời ơi, ai cũng coi như là tâm huyết dữ lắm quý vị. Mà nhiều khi thấy mấy cô rầu, em cũng rầu theo, tội nghiệp mấy cô, thấy thương cô quá. Cho nên là sao? Thôi cứ gọn, cả nhà cùng với nhau. Rớp vô, rồi lo công chuyện. Cùng với nhau, vun đắp cho sau bé Cường. Sau bé Cường thành là tự nhiên mọi thứ nó trơn tru, nó đi ở trơn. Chứ những cái khác quý vị, nó đâu có động lại một cái giá trị gì cho nhà mình, cũng không có động lại một cái giá trị gì cho biết Cường nữa. Cho nên là cứ lơ đi thôi quý vị, tập trung vào cái trục chính mình đi với nhau. Nhiều cô, nhiều chị bị tuột mốt đó quý vị. Thôi nó kệ đi, cứ tin tưởng tèo em, đúng không? Cùng với tèo em đi tới, em sẽ cố gắng giữ cái trục chính nhà mình, cùng với nhau đi với con đó quý vị. Mình lấy mình then chốt, chứ đừng có để ai ảnh hưởng như mình, làm cho mình bị lung lay này kia gì không đáng. Cứ tập trung đi với con, sẽ cùng mọi người đồng hành với em, em cũng đồng hành với mọi người, đúng không? Cả nhà cùng với nhau đồng hành đi rần rần là sẽ tuyệt vời. Mời quý vị cùng với em nghe bài ca bán vé nha quý vị nha. Em ấy lên từ từ rồi em lấy hai vé của cô Mỹ Khanh cái xong rồi nè, em trả tiền, gửi tiền cho Quang Ngọc rồi nè. Hai bánh cháo vậy thôi quý vị. Sẵn sàng cho các show tới quý vị.
Rồi, hôm nay là em sẽ thu xếp với ở trong nhóm. Rồi em lên với nhà mình một chút xíu nha quý vị nha. Rồi nay em xuống cái live sớm quý vị để em xử lý công chuyện ở trên trên nhóm quý vị để thu xếp cái danh sách vé cho nó gọn gọn quý vị ơi. Nha, cảm ơn các quý vị, các cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Quý vị ủng hộ kênh vui lòng nhớ bấm nút đăng ký và bấm cái chuông để nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh. Quý vị yêu thương vui lòng cho em xem ngón tay đẹp, bấm nút thích để lại thật nhiều bình luận tích cực vui vẻ để tăng tính kết nối với kênh cũng như là giữa các thành viên trong đại gia đình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà nha. Xuống nay cái live này em xuống sớm quý vị, em xử lý cái công việc rồi quý vị, cái liên quan tới bye bye cả nhà, xuống cả nhà chúc cả nhà ngủ ngon nha quý vị nha.